mời bạn bè à? Bắt đầu mình thấy tai lở lở rồi. Thế em vẫn thấy bình thường. Chào mừng quý khách và các bạn nhỏ đã đến với Sunwa Banana Hills. Kính thưa quý khách, anh cầm ô đi. Chăm cười cho mời nào, cười xinh lên. Hiện tượng toàn cầu của du lịch Việt top 10 cây cầu đẹp nhất thế giới. Làm Pháp, ngôi làng trong mây với các tòa lâu đài mang đậm trung kiến trúc Gothic. Khu vui chơi trong đầm Fantasy Park với hơn 100 trò chơi nổi tiếng cùng 2.000 tựa sân ốc đầy phấn khích. Vườn hoa lời sắc trên trang mùa với chín khu vườn một sắc hoa sực sỡ và hầm rượu cổ đi bay hơn 100 năm tuổi còn được lưu giữ tới ngày nay. Cảm cảm cho tôi một cửa ấy xem không ạ. Cứ lên lúc chụp ảnh thì nó lại sắp xong. Sẵn sàng phục vụ cho những ai muốn check-in. Nó lóa không lóa nhưng nó ngược sáng. Để biết thêm với em chụp bao nhiêu kiểu anh không xem à? Thông tin từ những tờ rơi ngay bên cạnh mình. Với mong muốn bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tại khu du lịch và rừng nguyên sinh, cảm ơn các khách đã cùng chúng tôi giữ gìn cho môi trường sạch đẹp bằng cách bỏ rác đúng nơi quy định. Rất hân hạnh được chào đón và phục vụ quay lại với Vía lắm. Hả? Vía bốn sao không trở về nữa này? Welcome to Sunworld Banana Hills. Ladies and gentlemen, having been invested and constructed since 2007 by Sungroup, over 10 years of development, Sunworld Banana Hills has today become an attractive point in the international tourism map. You are traveling on the modern cable route manufactured by Doppermeyer, going over primary forests belonging to the nature which has been recognized by the government as a national nature reserve, having lots of ecological values with rich
Chụp được kiểu nào gia đình không? Nhìn mặt.